sáng ngày 31 tháng 1, Ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Thành Ngọ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự phường tới dự có lãnh đạo ban chỉ huy quân sự quận. Theo quyết định số 135 ngày 29 tháng 1 năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ phường Trật Thành Ngọ giải thể chi bộ cơ quan phường kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, chuyển 24 đảng viên của chi bộ cơ quan phường đến sinh hoạt tại chi bộ quân sự, các chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ phường theo quyết định số 135 ngày 29 tháng 1 năm 2024, ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Thành Ngọ thành lập chi bộ quân sự phường gồm 4 đảng viên kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thủy Dương, ủy viên quận ủy, bí thư đảng ủy phường giữ chức vụ bí thư chi bộ quân sự phường nhiệm kỳ 2024-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí nguyễn thị thùy dương ủy viên quận ủy bí thư đảng ủy phường bí thư tri bộ quân sự phường khẳng định sẽ cùng với tập thể đảng viên xây dựng tri bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước điều lệ và các quy định của đảng tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương phấn đấu xây dựng tri bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ